Thì hôm nay sau khi mà cái clip của mình vừa đi tìm cô dâu rồi, thì hôm nay mình sẽ làm một thử thách. Đó là mình sẽ đi tìm chú rể nha mọi người. Thì ở đây mình đã mời được hai người nữa để phối hợp cái clip này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc đi tìm chú rể nha. Ok. Go. Em ba cái trò này chưa ngoài mà có gì đâu. Bỏ xuống luôn. Nhanh lên, lên đây đi. Trời ơi, chơi tìm người mà mua súng. Kỳ lạ thật. Ủa thật đấy. Hướng nào? Ok, thấy rồi. Quá khó vậy. Rồi, đứng xếp hàng thôi, xếp hàng. Khó vậy, chọn lại nha. Mà quên mua súng rồi, bắn lâu quá. Ok. Phải không tôi không? Im coi, ngồi im coi. Cậu mà tôi không mua súng à? Ngồi im coi. Anh đi ra nha, mà bắn chúng anh bây giờ. Dâm ba cái trò này chơi hoài mà. Chỉ có một tôi mới mua súng thôi chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Trời ơi. Ngồi im mà mới đánh chúng nào được. Bắn cái nào mới chết. Trời ơi, nghĩ sao trời. Lấy cái đèn của mình tôi vẫn Mua xong rồi. Vậy là đúng một round. Trời ơi, dăm ba cái này mình chơi hoài mà. Trời ơi, 7 round là chốt kèo 4-0 nè. Ra đây. Trời, vợ chơi là vợ phải cảm nhận, anh hiểu không? Chứ đâu có như anh Toàn đá cam của vợ. Vợ chơi là vợ văn minh. Quá chuẩn luôn. Đây, con đánh ra hết rồi nè. Ra hết rồi đúng không? Đứng im. Đứng lên. Đứng hàng ngang. Rồi. Thả tim. Thả tim đi. Mấy sao không có ai có tim vậy? Thả tim. Bất lực. Đúng rồi chứ chi. Trời ơi. Ai bảo anh làm một cái hành động mà vợ tin là hai đứa kia nó không có. Thông minh lắm. Dùng em đúng không trời ơi. Cô bà tao vô lại. Rồi ơi, cô bà tao vô thế cho bà hai. Hai leo rồi đó. Trời anh bà ơi là anh bà. Trời ơi. Dâm mê cái game này. Nguyên như là anh sẽ tìm nguyên tính hả? Tao kêu tả tim không ai tìm tả tim hết trơn. Con dùng hành động hả? Thật ra là anh nhường cho chị Ngân hai bán đầu thôi. Bây giờ thì có bật tìm. Anh em lên nghiêm túc nào. Trời, nghĩ sao trời, game là dễ. 2-0. Cho cô Ngân 2 ván. Vợ nhìn là vợ biết anh là ai đó. Cho nên anh đừng có cử động với anh, đừng có nói nữa. Vợ tin anh là vậy. Giờ rồi, dùng hành động luôn anh. Đấy. Đánh tới rồi này. Rồi, đứng lên. Mỗi người dùng hành động đây. Mỗi người dùng một hành động. Nãy kêu tả tim thì không tả tim, bây giờ tả tim. Làm một hành động đi, sao tao lại đứng đơ vậy? Thằng này đơ à? Không bao giờ mờ đúng không? Cấm cờ cái coi. Đừng có dùng hành động luôn. Gomotabonga. Đừng có cứu. Đừng có em chơi chiếc. Giờ mình đứng mình đứng. Đừng có chơi em chiếc nha. Đừng có dùng hành động luôn. Sao game dễ vậy mọi người, tự nhiên cái có 3-0 luôn. Trời, vợ đâu có phản bội anh đâu, vợ nhìn là vợ biết anh luôn á, lúc mà đi lên là vợ biết luôn á, thiệt. Bây giờ mình thấy thật nè, nãy giờ bọn anh chỉ giả vờ thôi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Không, giờ mình bò thế này, bò qua cho nó khỏi những hình tiên. Đúng rồi, bò đi cho con. Cái gì kỳ vậy?
khó thật á. Đi được chưa? Ngồi xong mà đi, đi. Ngồi xuống đi luôn. Không cũng không cần. Trong cái phòng mà có cái vòng tròn nè. Vòng tròn. Là cái chỗ nào? Mọi người. Cái phòng mà có cái vòng tròn này. Ở giữa vậy, ở tâm, ở giữa cái tâm á. Ok. Trời. Giờ biết ai mới lạ luôn. Đấy. Cứ đừng im cho con cần chọn cái nào. Im đi lạc. Mới nhìn đi lạc. Đừng có xạo anh thì có anh đây nè. Đó còn một tập ở đây nè. Bộ biết tờ. Đừng có đánh lạc hướng. Chết mẹ rồi giờ không biết ai luôn. Ngồi im coi. Rồi ngồi im coi. Khó vậy. Từ từ nha. Khó vậy. Bắn đại nha. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Ngồi vậy. Mọi người cứ đi một quanh. Lúc đầu là bọn vô bọn thấy là chỉ có cái, có phải là anh đang ngồi trên cái phòng tròn đúng không? Trời ơi. Cái round này là chắc chắn mình win nè mọi người. Mà chắc chắn 99% là round này chắc chắn là mình sẽ win. Nani? Chắc chứ sao không chắc. Trời ơi. Do cái hồi nãy mọi người luồn cả xuộn quá nên là bộ mới nhầm đó. Thì biết chị biết rồi. Mới làm luồn xuộn lên á. Miếng mùi nơ vậy sao mà biết được. Từ nha. Ô cái gì vậy, nó sao bóng tôi thằng Lan vậy. Chị ngủ vậy. Ngủ thiệt á. Chiến lược, chiến lược. Chiến thuật. Ôi trời. Kỳ lạ thật. Mối thua có hai rau rau rồi chắc chắn là 100% là đúng nè. Không có ăn may đâu. Vợ nãy giờ là vợ suy nghĩ đó. Có thấy được lúc nào mà vợ ra suy nghĩ không? Gì có vậy? Cô ơi, chọn nhanh đi. Chết mẹ, cái đúp này nó không có ghim tâm. Ai gì cậu ơi? Đấm phải. Ôi cái gì cái gì vậy? Em đẹp lắm. Ôi tao vẫn sai. Gì kỳ vậy? Trời nhớ mà lâu nay là đầu tiên đi. Bước xuống không đọc. Xuống cầm tay gắn, xuống cầm tay gắn. Bỏ luôn. Trời. Khó trời. Thắng rồi. Nghĩ sao trời. Không để dẫn trước 3-0 mà không thắng được. Thắng rồi. Không lẽ vợ là người nước Anh. Dậy lên. Dậy lên tao chứ mà, dậy lên tao thôi. Cái gì vậy mọi người? Sao có vậy? Ủa? Cái gì vậy sao cứu? Gì anh chơi anh nhạc nếu không là vợ đúng rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Rồi Quyên mày mới cứu nè. Đó thấy chưa. Trời nghĩ sao trời.
Trời ơi, cười sao trời, đừng có đấm coi. Trời, em ba cái game này tao chơi hoài. Trời, game là dễ mọi người à. Quá ngược. Non, quá non. Trời ơi, do là vợ hiểu anh nên vợ mới tìm được anh đó. Ok không? Trời, trần. Nếu mọi người thấy clip này hay thì hãy share cho mình nha. Trời ơi, phần đỉnh của chó của mọi người. Quá bật rồi.